Thật vui khi được nhận phần thưởng. Những người làm việc chăm chỉ sẽ được nhận phần thưởng. Ở thế gian này cũng có rất nhiều loại phần thưởng. Vậy thì trên nước thiên đàng rộng lớn vô cùng sẽ có bao nhiêu phần thưởng nữa đây? Trong Kinh Thánh có rất nhiều lời nói về phần thưởng. Kinh Thánh nói rằng kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tất cả các tổ phụ đức tin đều đã chạy đua để nhận lãnh phần thưởng trên trời. Nôê đã đóng tàu với đức tin tuyệt đối vào lời của Đức Chúa Trời. Bởi vâng phục lời của Đức Chúa Trời với đức tin, gia đình người đã được cứu rỗi khi Đức Chúa Trời phán xét thế gian bằng nước. Môise đã ở trên địa vị được hưởng vinh hiển lớn nhất với tư cách là con trai của công chúa Pharaon, nhưng người đã chọn chịu hà hiếp cùng dân Israel hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi trong cung điện của Egypto. Vì người đã trông mong phần thưởng đời đời trên nước thiên đàng. Các vị sẽ nhận được phần thưởng khi đi vào nước thiên đàng. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn phần thưởng cho mỗi chúng ta và phán rằng ta sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều phần thưởng như phần thưởng vâng phục như được ban cho Nôê, phần thưởng nhịn nhục như Môise, phần thưởng đức tin như Ápraham, phần thưởng nhận biết giá trị phước lành như Gia-cốp, phần thưởng về dũng khí như được ban cho David, phần thưởng khôn ngoan như được ban cho Sa-lô-môn. Đức Chúa Trời còn ban cho chúng ta phần thưởng như phần thưởng dũng sĩ như Gideon, phần thưởng đức tin như 3 người bạn của Daniel, phần thưởng về lòng dạn dĩ như Joshua, phần thưởng về lòng trung thành như Phiere và phần thưởng nhiệt huyết như sứ đồ Phaolô. Ngoài ra còn có phần thưởng trái, phần thưởng khiêm nhường, phần thưởng tin kính, phần thưởng về lòng thương xót, phần thưởng quan tâm, phần thưởng trật tự, phần thưởng sắp xếp, phần thưởng phụng sự và phần thưởng tình yêu thương nữa. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta vô số phần thưởng. Dù mời những người truyền đạo một chén nước lạnh thì cũng chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Đức Chúa Trời sẽ ban phần thưởng lớn lao đến nhường nào cho các con cái Siôn là những người đã đồng làm việc với Đức Chúa Trời vì tin lành đây. Cha đã đến trái đất này để tìm kiếm kẻ bị mất và luôn rao truyền tin lành trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì Đức Chúa Trời là sự sáng nên chúng ta cũng phải chiếu sự sáng của lẽ thật và tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho nhiều người với tư cách là con cái của sự sáng. Nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Trời là đấng ban phần thưởng và siêng năng rao truyền lời bất luận gặp thời hay không gặp thời thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Nếu chúng ta rao truyền tin lành giao ước mới, những linh hồn bị định phải đi xuống địa ngục sẽ nhận được sự sống đời đời, được đi vào nước thiên đàng, trở thành thầy tế lễ nhà vua và nhận lãnh cơ nghiệp trên trời. Mọi việc chúng ta làm đều sẽ được khen thưởng ở trên trời. Chúng ta không được quên cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho phép chúng ta được đi vào nước thiên đàng và làm công việc thực sự có giá trị thể này. Mặc dù Ê-sau đã được nhận quyền trưởng nam, nhưng vì không biết giá trị và bỏ bê quyền trưởng nam, nên phước lành đã bị Gia-cốp, người biết rõ giá trị, lấy đi. Saulơ cũng coi thường lời của Đức Chúa Trời, nên ngôi vua đã được truyền sang cho David, người quý trọng và vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Với tư cách là con trưởng trên trời, xin đừng bỏ qua phước lành lớn lao này. Hãy chạy theo hướng mà cha muốn, làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời và nhất định nhận được Mão Triều Thiên trên trời. Dù có thể có những lúc khó khăn, khổ nạn, nhưng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong tương lai. Và những người vì sự công bình mà chịu bắt bớ sẽ được nhận phần thưởng lớn ở trên trời. Sứ đồ Phaolô cũng đã nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời. Chúng ta hãy tin vào lời rằng hãy giữ lấy điều ngươi có và kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước và hoàn thành sứ mệnh tin lành cho đến cuối cùng. Thông qua giao ước mới, Đức Chúa Trời hầu cho chúng ta trở nên một thân thể và dẫn dắt chúng ta đến nước thiên đàng vĩnh cửu. Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta sẽ đi vòng quanh vũ trụ quảng đại và thế giới đầy sao trong dải ngân hà cùng với Ngài. Để sống ở một đất nước tự do, nơi các vị sẽ mãi mãi tận hưởng vinh hiển, đất nước không có chiến tranh và tràn ngập tình yêu thương, đất nước xinh đẹp, nơi những điều mới mẻ được sáng tạo mỗi ngày và tràn ngập niềm vui. Chúng ta phải làm hết sức mình để trở nên đẹp đẽ, không dấu vết và chẳng chỗ trách được. Chúng ta hãy nghĩ xem tôi nên làm gì để nhận được nhiều phần thưởng hơn nhỉ? Và bắt đầu làm việc chăm chỉ ngay từ hôm nay để nhận được phần thưởng đó. Tôi mong rằng các vị sẽ tìm được nhiều người nhà đã bị mất, chăm sóc cho họ bằng tình yêu thương, hầu việc và dẫn dắt họ về nước thiên đàng, nhờ đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhận được nhiều phần thưởng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn.